Alo anh em, ở đây thì Phong có một cái lô Phong có cái lô old school khác này nè. Giá cũng rất là rẻ, có 1 triệu 3 à. 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì quên mất rồi. Các bạn thì Phong muốn giới thiệu cho các bạn ha. Và đồng thời cũng như là video này là để cho các bạn giới thiệu cái sản phẩm bên Phong cũng như là cho các bạn check cũng như cho các bạn tham khảo sản phẩm cũng như xem sản phẩm vô các bạn thích đôi này. Các bạn có video của Phong các bạn có thể xem qua sơ đôi này thực tế nó như thế nào ha. Ngoài ra giới thiệu sản phẩm của bên Phong ha. Đó đó thì Phong cũng làm video mục đích vậy thôi, cũng chia sẻ vào cái sản phẩm của bên mình cũng như là về van ha, giá rẻ. Thì các bạn vào giúp Phong cái bài của Phong nè. Phong có quảng cáo những cái nền tảng khác thì mất công người ta không có thích ha. Thì Phong cũng ai mua Phong mà cũng biết. Cái deal này của Phong á giá 1,3 triệu à. Nè các bạn vô giúp Phong cái phần ảnh nè. Các bạn vô giúp Phong phần ảnh đi. Thì lướt xuống dưới đây nè, Phong cái deal này Phong có đăng. Thì nó rất là rẻ đâu mất tiêu nè, sắp tới sẽ có cái deal này luôn ha. Cũng làm cho bạn xem. Cái deal này làm rồi nè. Ha, là cái đôi này nè. Ha. Nha. Phong có giới thiệu quảng cáo nền tảng mấy cái kênh khác của Phong mắc công người ta không có thích nè. 850 nè anh hay ôm mà 850 luôn ha, đốt đuốc ở đâu thì đập vô mặt Phong đi, không có ở đâu có giá này luôn ha, giá rất là tốt nè ha. Đây 1,2 triệu luôn, trời ơi Phong nhớ lộn nha mấy bạn, có 1,2 triệu nha, không có 1,3 triệu nữa nha nha. Đó hàng đàng hoàng tử tế về nè. Thì Phong cũng làm video để cho các bạn quay cho các bạn xem luôn. Cái đồ này đẹp lắm, là Style 36 mà Phong có ở web hãng là nguyên giá không có sale mà Phong nhận về có 1,4 triệu là về luôn ha, không phát sinh gì nữa nha. Là cái đồ màu cam này nè, để mốt Phong mở cái đồ album mới. Cái thằng này thì là 900 nè. Hai thằng này 900 luôn, các bạn cũng đốt đuốc đi, không có đâu mà bán school 2 mà 900 ngàn new full box và Anaheim Factory luôn ha. Cái dòng này cũng là cổ điển đó. Đó thì đây thì đầu tiên thì đây thì Phong sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái deal này của Phong nha, và cái deal này nha ha. Rồi cái deal này á, lúc mà có khách hỏi á, thì mấy cái khách mà quý Phong rồi mua hoài mua biết luôn, mà người ta cứ đút vô anh đã lấy em đồ này luôn, lấy luôn, ta không hỏi gì thêm hết trơn á. Mà có nhiều người lạ lạ vô sợ chỗ sao rẻ quá vậy, giá này nhiều người chỗ khác là 2 triệu, 2 triệu hơn luôn ha, mà thì Phong có 1,2 triệu hơn, 1,2 triệu còn thua đô lách xích ở đây nữa đúng không? Thấy chưa? Thì đó ha, đầu này có 850 luôn nè. Đó thì bây giờ Phong sẽ làm video giới thiệu cho các bạn cái new này nha. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó có hai màu ha, trắng và đen. Thì cá nhân Phong nha, Phong thích màu trắng hơn nha các bạn. Màu trắng thì Phong thấy cái detail của nó có sự khác biệt hơn nè. Để hai đôi cho các bạn thay chiêm nghiệm nè, có bị chói sáng không ha, rất là vui. Cũng cũng đó mình Phong phải làm cũng khá là nhiều hàng ha, thì khách hiểu bên Phong thì cũng cảm ơn khách rất nhiều ha. Phong cũng cố gắng có những sản phẩm tốt nhất cho khách, giá tốt nhất đó. Phong đăng đây không có sợ ai cho, tụi mình làm đúng mà, nó thợ thầy vô check đi đó, mình làm không có ai như Phong luôn, có hàng sao là quan chụp quăng lên hết trơn, tại vì mình tự lấy hàng, mình tự biết hàng, mình biết là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đâu đó, còn mấy cái lùm mấy cái chỗ khác người ta đâu dám làm đâu, tại vì người ta qua trung gian đúng không, người ta đâu có chắc được cái ở đâu ra, tao chỉ lấy giá rẻ tao lấy thôi đó, thì mình chắc chắn với bạn luôn. Thì đây nha, cáp thì tổng quan đôi cáp này thì sẽ những cái gì, nó khá là những, nó có những cái đặc biệt lắm nè. Cái cộng gân nè, đây là bằng giống như cái mút mà mút lâu bản nha nha mấy bạn. Đó. Quay quay bóp đi ha, quay bóp cho các bạn xem đi nè, bóp luôn, quay từ từ bóp cho tới này kia luôn nè. Tem của bóp nè, old school cap là x, mà school của nó là vn 0a45k1vrvd1, mã vạch nó nè ha, ở đây Phong có size 38 nha. Ok, và là màu màu trắng nha mấy bạn. Và cái màu đen của nó thì là cái tem của nó là như thế này. Old school cap là x VN0A45K1VRV1 ha, là màu đen nha. Màu đen. Bây giờ Phong sẽ quay trước sơ màu trắng cho bạn nghe nha, tổng quan nè. Ha, đích nè. Phong làm nhanh luôn đi, mất công dài quá bạn coi không nổi.
Này bên hông mà nha, cái này là chất carbon màu trắng luôn. Cái này thì nó cũng vậy nhưng mà nó không có đẹp bằng ha. Bên hông mà nó chỉ đen trơn thôi, còn bên hông này là nó tới cũng trơn luôn, nhưng mà kiểu như các bạn sẽ thấy, tại vì ý Phong là các bạn sẽ thấy cái gam trắng của nó nhiều nhiều cái gam trắng lắm, xám nè, trắng sữa, trắng đục, rồi tới mụ kem này kia, nó rất là nhiều gam trắng. Còn cái thằng này nó đen là đen thù lùi luôn. Cá nhân Phong thấy mụ mụ kem màu trắng đẹp không, và thật sự đúng là khách cứ vô hỏi trắng mà đăng đăng hai đôi là bị dìm hàng. Cái đôi đen đen không ai hỏi thăm nó cũng tội nó lắm, không ai hỏi đăng mà đăng hai đôi, bởi vì đăng hai đôi là người ta hỏi đôi đẹp không à. Nè cái tự nhiên cái đích nó là play bla 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 here, cái này không biết. Cái đích nó là cái tem gót nó là ngược luôn nè, thì là nó gọi là những cái điểm nhấn ha, gọi là bứt phá ha, hay là cái gì. Rồi mũi giày các bạn sẽ thấy có cái vải suede ha, da lộn của nó khá là mịn, không bị sù lắm. Và lưỡi gà thì bị phồng lắm, lưỡi gà phồng lắm nha, lưỡi gà giống như có mút vậy, nó khá là phồng. Và nó có hai cái lớp, một lớp là suede luôn khá là đẹp, và một cái ở trong là canvas ha. Rồi thì các bạn thấy đôi này nó Phong thấy tính hoàn thiện, detail của nó rất là chi tiết ha, và giá retail của nó rất là cao luôn. Thì đôi này rồi được chưa, rồi lót đế nè, ghế này, đế này là mấy màu nè, tự nhiên nó như cái bánh bông lan nha ha, nhiều cái tầng màu. Rồi các bạn sẽ có một cái lai màu ở đây nữa à, đó. Đôi này chỉ có một bộ dây thôi nha bạn, và lót trong của nó là có chữ vô r ha, vô r, không biết cái này lấy ra được không, lấy ra được không ta, không. Ok 38 nha bạn, tem nè, đó tham khảo đi. Đó thì cái này cũng như tư liệu để cho các bạn có thể check legit đôi này luôn. Có thể là các bạn có đôi này, các bạn muốn cho mình muốn so sánh hai đôi coi đôi mình nó có chính hãng không, các bạn có thể xem xét những cái tính hoàn thiện của nó nha. Rồi đôi đôi trắng thì nó tạm dừng, nó đi qua đôi đen. Đôi đen này thì Phong về một cái đợt cũng hồi Noel nó, hồi giao thừa Noel Happy New Year sale thì nó cũng có về đôi này một đợt, thì cũng tầm giá này thôi, nhưng mà Phong nhớ hình như nó cũng cao lắm. Cái đợt Merry Christmas Happy New Year thì Phong có về đôi này, nhưng mà nó cũng cao, nó tầm 1 triệu hơn, cũng tầm 1 triệu mấy thôi. Nhưng mà của Phong cũng 1 triệu mấy, cái thời điểm nó cũng rất cũng là rẻ so với mặt bằng chung rất là nhiều luôn á. Thì đôi này Phong quay sơ các bạn xem nha, đôi này con thấy cá nhân thì nó cũng vậy thôi đó, tại vì nó đen thui lui các bạn, cái chữ va này không thấy luôn, trong khi cái này các bạn thấy không, chữ va nhìn nó detail hơn. À, nếu mà đăng bán cùng lúc hai đôi là đôi này là bị thiệt thòi lắm. Không ai hỏi nó luôn. Free tier here cũng ngược, cũng đế nó cũng như vậy ha. Ha, và lót trong đen thui luôn. Không thấy được chữ vô luôn, thấy nó rất là mờ mờ kiểu như cái ánh đó. Và tem của nó. Rồi. Rồi ha. Thì xong đôi này đi đó, thì Phong bây giờ một đống cũng nhiều lắm mà chứ đâu phải là ít. Rồi xong deal này đi, thì Phong qua cái deal này thì có là rẻ nhất từ cái đợt đó giờ luôn, anh em mà có 850 à ha. Thì Phong đó hợp huyết đàng hoàng luôn nè, hợp huyết đẹp luôn nè. Tên của nó nè, Authentic 44DX Anaheim Factory OG Camo VN0A38ENVKI1 ha, mã vạch nó nè. Rồi rồi ok ha, đôi này thì 850. Đối với Phong nha, vòng classic thì nó không có, Phong không thích bằng vâu vâu Phong thấy tính hoàn thiện nó cao hơn ha. Thì nhưng mà mặt bằng chung á, thì các bạn kiếm những cái đôi classic á, anh này hôm này kia giá rẻ thì cũng khó lắm, tại vì mấy cái đôi này nó cũng ít sale ha, ít chỗ bán, ít sale rồi này kia. Rồi ultra cost đến này lấy được không, không lấy được luôn nha các bạn. Thì cái này đôi này cũng bình thường thôi, giải canvas ha. Các bạn sẽ có cái tem ở đây nè. À đẹp luôn ha. 44 để ít. Rồi Phong cũng các bạn sẽ có cái tem giấy nữa nha. Nếu mà cái chiếc kia nó sẽ có cái tem giấy, Phong sẽ có những cái tem giấy như thế này ha. Nó hàng họ rất là đẹp. Cái này giống như cái sticker vậy không? Không, cái card mà. Không biết cái này có gỡ được không? Sticker sao ai biết. Không biết nha. Rồi rồi xong rồi, video cũng khá là dài rồi, hôm qua cái đôi này đi, đôi này là cũng một cái trong những cái tầm giá rẻ của Phong nha, nó có 900.000 thôi, 900.000 thôi nha bạn. Size rất đẹp luôn nha, size 40 rưỡi tới 44, 45, 46 gì cũng có luôn, 40 rưỡi, 41,
42, 42 rưỡi, 43, 44, 44 rưỡi, 45, 46 đó bán riết mà thuộc sai luôn. À, con này có 900 mà qua đợt mà nhớ mày, thì nó sẽ có những cái sản phẩm thay thế cái sản phẩm này ha. Cái gì rẻ em có hoài, nhưng mà đồ này được cái phong về cũng nhiều lắm, khách mua cũng rất là nhiều nha. Rồi tem đó nè, tem đó là 42 size 9 ha, SKU 2 38 DX, Anna Hiệu Factory. Mã SKU của nó là VN0A38GFVMI, mã vạch nó nè ha. Thì đâu này thì quay sơ các bạn đi, làm nhanh luôn ha. Đã làm cho tớ đi một cái video chất lượng nhiều cái sản phẩm. Đâu này có 900 thôi ha. Mình làm chú ý là cho các bạn thấy cũng có sản phẩm và cái dịch vụ bên mình ha. Rồi đế nó nè, được chưa các bạn, đâu này cũng đẹp, đâu này mang bình thường cũng đẹp. Đâu này có sai. Rồi nha, auto kết. Rồi cái dòng họ của nó thì á không có cái đôi này nữa, cái đôi này nữa là đôi này cũng rẻ lắm, 900 luôn à các bạn. Đôi này cũng quên chân ra nữa là cũng cũng đẹp, đôi này có 900 mà classic luôn ha. Rồi đó, đôi này thì Phong cũng có đi bên Phong. Hàng của Phong thì các bạn vô cái phần hình ảnh nó thấy rồi ha. Phong đang ghi rất là rõ mẫu nè, size và giá tiền ha, mình rất là minh bạch luôn, rất là dễ mua, đỡ có nhiều bạn ngại hỏi thì không sao hết. Rồi ha, chắc Phong dựng video đây được rồi. Rồi nhiều quá bây giờ không phải đi giao nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, các bạn có thể like và ủng hộ kênh chú Phong và những cái ý kiến đóng góp chú Phong nha, để Phong có thể hoàn thiện cái kênh được tốt hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi xin chào. Cũng vui ha. Rồi để Phong để cho nó chẳng.